Đây, đây là thời nơi mà thầy Minh Tuệ sẽ nghỉ. Đi ra đây thôi. Bé đi chuyển đi. Bên trong là thầy Minh Tuệ nghỉ ngơi mọi người nhé. Đấy, lượng xe rất đông. Thầy Minh Tuệ sẽ nghỉ ngơi ở đây. Dạ. À, có nhưng không cho được. Đây mọi người. Đây. À, hiện tại thì thầy đang di chuyển đến mọi người nhé. Ở xin lui đi đi, có sao được? Ở sau xin lui đi. Đi lui đi lui lui đi. Rất đông rồi. Lùi ra phía sau đi bà ơi, lùi ra phía sau đi bà ơi. Mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.